Rồi, anh chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình bán cái ống áp anh em, ống áp Liwa nó 5 kVA ha. Mình này mình sẵn mình gỡ ra bên trong. Thì đồ mình bán chuyển khoản mình sẽ nay mình sẽ không bao phí vận chuyển nữa nha anh em. Là từ đầu năm tới giờ. Thì hôm qua thì bán hết clip anh em, chỉ còn là mấy cái vỏ pin ha. Mấy cái vỏ pin này, là vỏ pin Makita, pin Hitachi với lại kìm á nè, tại vì kìm mình có 2 3 hộp anh em. Kìm mình có 2 3 hộp thì kìm này nó vẫn giá 60.000 cây á, kìm đa năng mà ha. Kìm đa năng nó dưới đít nó 8 món thì anh em ship lên có thể thành cây kìm nữa ha. Đó thì anh em nào có mua đồ chung á. Đó. Đó, thì mình sẽ gửi đi. Thì kìm này có 60.000 cây rồi nè. Thì anh em nào muốn giữ hàng lại thì nhắn tin với mình ha. Đó, với lại bán còn được 2 cái ổ điện anh em, 2 cái ổ điện, 2 cái ổ điện ha, 2 cái ổ điện, ổ 3 m, ổ 5 m, 3 m, ổ 5 m. Đó thì cái ống áp này mình bán giá là 1,3 triệu anh em. Thì ở đây nó có sẵn cọng dây này anh em, cọng dây này cũng khá là to nè, mình cho anh em, nó dài khoảng 5 m hay nhiêu á, để anh em mình dắt cắm dắt sẵn ở đây rồi. Thì cái kết cấu bên trong đó anh em, thì ở đây là cái phần đây là cái phần dây đồng đó anh em, phần dây đồng đó ha. Ở đây nó có một cái đầu le đó anh em, đầu le đó, phần dây đồng đó anh em, thấy cái con kết cấu này, con này nó nặng 20 kg nè, 20 kg. Thì mình gỡ 2 cái nắp bẩn 2 bên đó anh em, lát mình sẽ bắt vô ha, bắt vô cho anh em khi mình giao đi. Ở đây là có cái giống như cái tem bảo hành đó ngày xưa đó. Lâu để hỏng gà, để có mấy ngày mà ở đây nó dính nè, bụi còn không có vô nè. Còn này nặng 20 kg nha, 5 kVA. Thì mình cho anh em coi cái phần kết cấu bên trong thôi. Đó thì ở đây trên trên nó có 2 cái tai nấm nha nè, 2 tai nấm. Thì ở đây nó có cái phần mạch với thêm một cái phần một cái con cục nhỏ giống như này nè. Thì nó có 2 cầu dao. Thì phần ngoài sau là nó sẽ ra điện nè, nó ra điện. Đó, nó ra điện ha. Đây, phần này sẽ ra điện nè. Đầu này là đầu vô, đầu vô nó thì nó sẽ từ ở đây á, mình siết lại mình quấn băng keo lại cho nó, khi mình quên đụng vô anh em, nó đầu vô của nó là một từ 150 V đến 250 V đó. Còn cái dưới đây anh em xài đầu vô cũng được nè, nó từ 50 V đến 150 V, anh em có thể từ điện 100 V ra 220 V cũng được, mà từ điện 250 V đến 250 V là có thể ra là 100 V nè anh em ha, 110 nè ha, và có thể từ 220 ra 120 luôn. Thì anh em về dặn cái nút này ra nếu mà xài điện 100 V. Ở đây điện mình nó hơi mạnh anh em, điện 100 V nó lên tới 100 V lẻ mấy nữa ha. Đó thì là cái này là phần kết cấu mặt sau. Thì cái con này nước sơn nó màu xám xám nha nè, bên đây thì nó sẽ có ngóc xiết nó đậy nguyên cái phần này nè. Thì mặt trước nó sẽ có 2 cái đồng hồ đó, một cái đồng hồ hiển thị A, mình đồng hồ hiển thị A thì mình thấy nó không có lên nè, tại vì mình xài ít quá không có thấy nó lên. Đây đây mình để con dây này coi chừng nó đè nó cắn, sao nó cắn, đè nó cắn cắn vô nó hư hư nè. Đây mình sẽ lót cái này đi đó ha. Đây là cái đồng hồ hiển thị của nó nè, bên đây là nó hiển thị hình như là tối đa nó được 50A nè, mình thấy có 2 cầu dao đó. Đây thì cái công tắc này on off thôi nè, công tắc này nó ghi là 25A ha. Thì công suất nó lớn này đó, đi qua nha nè. Đây thì 5 5.000, đây 5 kVA, 5 kg, ta gọi là 5 kg ở đây nè. Nó auto vol nó vô nè, từ 50 đến 50 V đến 250 V, còn đầu ra nè 100 V, 110, 220 V ha. Đây ly qua nó và để đồng hồ nè, khi nào anh em cắm điện mà để chết cũng được, khi nào bật cầu dao lên ha. Thì bây giờ mình bật cầu dao đây đã sẽ hiển thị cái đồng hồ này lên, và bên đây hình như cái cầu dao này hiển thị đồng hồ A, nhưng mà mình ở đây mình xài cái đồ ít thôi nè, nó chưa có đủ hay gì ấy. Mình thấy cái đồng hồ A nó chưa có lên ha anh em ha. Thì cái này còn hoạt động bình thường nha anh em, để mình lấy điện mình cắm thử cho anh em coi.
vẫn xài 220 bình thường anh em. Đó, giờ mình sẽ cắm 220. Đó, ở đây cộng dây nha, dây nó chu dẹp, dây nhật luôn nha nè. Dây này nó, để coi nó chịu tải là 15A luôn ha, 15A 1500W đó. Đây. Đó. Thì bây giờ mình tắt rồi là hiển thị cái đồng hồ nó sẽ không có lên nha nè. Khi mình bật mà. À cái này nó bắt bật hai công tắc luôn nó mới lên nè. Đó. Và tắt thử cái này. À, bên đây là cái công tắc này của đồng hồ hiển thị volt nha nè, nó lên 220 mấy volt nè. Đó, bây giờ mình bắt cái đồng hồ này là đồng hồ này như công tắc hiển thị A nữa nè. Khi mình tắt luôn á hai cái, giờ mình bật hai cái nè. Đó, mình bật hai cái đồng hồ A này sẽ nhích lên nè. Nó nhảy kim lên ha, mà không có tải gì đó mình không có thấy nó lên. Đó. Thì nó kết cấu nó chạy anh em, thì anh em nghe nè, cái tiếng ồn nó không có là nhiều ha. Đó, không có tiếng ồn ít. Nó nhỏ xíu anh em. Và nhiều khi quay qua qua cái chế độ camera thì anh em cũng không nghe. Còn cái đèn này không biết thấy không ta, chắc ban ngày nó mờ hay là nó đứt anh em, cái đèn này cũng vậy thôi. Chỉ cần cái thấy cái đồng hồ A này mình thấy là biết nó lên vô rồi nè. Ha, giờ mình rút xin phép rút điện như này, nó nguy hiểm á, cái đoạn nó nguy hiểm mình rút điện ra, đó, đó, thì nó kết cấu thì con này nặng 20 kg, trên đây thì nó có hai cái tay nắm nha nè, hai nắm để anh em xách đi, và ở đây cũng vậy luôn nè, giống như hai tay nắm để bảo vệ hai bên này đừng có va đập gì á, dưới đế đế nó cũng còn ha, đó, cái này thì để lâu ngày, à, mình để lâu ngày dính bụi. 1,3 triệu nha nè. Nhà nào anh em có xài những, bây giờ anh em đi mua mấy cái ly hoa mới bây giờ nó nếu mà 5 ký cũng giá vài triệu đó, cũng cho công ty hãng á đó. Đó, mua về nếu anh em muốn xài mới thì chạy thẳng với công ty mua ha, nó sẽ dây đồng, còn anh em mua hoài chưa chắc nó sẽ dây đồng, nó sẽ dây nhôm nha anh em ha. Đó thì con này nó nặng 20 kg thì nó tầm đó thôi, 20 kg. Hỏng mình bán cái 5 ký của Ryobi cũng vậy, cũng khoảng 20 kg đó trên đó nè. Thì con này là giá là 1,3 triệu nha anh em, chưa bao phí ship nha. Đó thì anh em có nhà nào có sử dụng điện 100V hay mà điện yếu thì phải cần ống áp lớn lớn này nó mới kéo mới nổi ha. Đó, cái này nó nặng nha, hai cái tay nắm trên này mình xách mình bỏ xuống dưới nè, nó hơi rung tí nha, tại vì cái bàn mình đây nó quay nó hơi bất tiện á. Thì hôm nay mình không có, nó có một hai món này mình không có ghi số nha nè. Ở đây, ở đây thì còn mấy cái ổ cắm điện nha nè, mấy cái ổ cắm điện nè, một ổ là 3 m, cái này của thương hiệu Natiunan ha, nó là chịu tải 1500W, là nó cái số nghĩa là 15A chui đó anh em. Cái này thì về anh em không xài cái dây mát này thì cắt bỏ đây bẻ đây thôi. Cái con này thì nó có 500 hít ở dưới đuôi nha nè, con này là made in Japan đàng hoàng ha, ốc nó bằng vít ba ke anh em, dễ mở lắm. Đó, tất cả bên trong đây nó sẽ bằng đồng anh em, nó ok lắm ha. Đây đây thì mình để vô vậy ha. Đó, cái này nó có chế độ khóa nè, khi anh em khóa lại như vậy là không có rút cái dây điện được ha, và đi thì anh em có thể leo cao qua cái nào sắt á, anh em bá này vô hết nha, nó sẽ hết nè đó, ha, nó có hàng hết mà đó. Dây nó trên dây nó thì có chữ có hiệu Natiunan đàng hoàng hết ha, đây nè ha, đó Natiunan ha. Thì cái này nó có hai ổ nha anh em lưu ý ha. Thì một ổ là cộng dây nó dài 3 mét luôn ổ ha. Và một cộng dây của nó, một ổ của nó là dài 5 mét. Đó, 5 mét ha anh em ha, 5 mét. Đó, 5 mét. Ổ này chắc như 5 mét rồi nè. Ở đây thì hai đầu của nó, cái nào mới này nó cũng có cái tem này nè, tem này. Cái nào mới của nó thì nó có cái đầu này để cho anh em có thể là khoan bắt ốc vô tường chết ha. Và đây luôn, nó anh em phang bắt ốc vô tường chết ha. Và anh em muốn để rời cũng được, nó hết nè, sắt nó hết cũng mạnh nha, không có rớt xuống được. Thì một ổ là cái này, một ổ là 100.000 nha anh em. Đó, còn cái ổ 3 mét, ổ 3 mét là 100.000, và cái ổ 5 mét là giá là 150 nha. Có một ổ 5 mét duy nhất, ổ 5 mét là giá 150 nha anh em. Đó, 5 mét giá 150 ha. Ổ 3 mét giá 100.000. Đó thì nói chung là dây chữ đâu có chữ Nhật và chữ Natiunan đều hết ha. Đó thì ổ 3 mét là 100.000 nha anh em, và ổ 5 mét thì giá là 150.
thì với bán cái thùng nữa nè, cái thùng. Còn cái này nó để chỉnh cái gì thì mình không biết anh em, nên là mình chỉ giúp mình. Cái này là không biết nó chỉnh cho cái đèn mai ta hay nó chỉnh cho đầu gì mà thấy nó quá trời dây nè. Nó cái này thử thử 2 giây hết lên nguồn, cái con này nó 2 4 6 giây. Và đây nó có 3 công tắc, nút bấm là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Này không biết nó làm gì nữa. Ngày xưa mình thấy nó lạ lạ mình mua nè. Còn bán cái thùng này ha. Cái thùng này giá 100 ngàn nè. Để đâu quá chặt chỗ, mình đang có mùa mưa này phải dọn bớt đồ đó, bán bớt xong mà còn nhiều dục vô kho để đây, dưới quê thì mùa mưa nó tạt ở đó. Nó có cái miếng nè, có miếng nhỏ chặn đây giống vậy nữa đó, nó có miếng nhỏ đây chặn đây giống vậy nữa mà mình bẻ hết miếng rồi còn miếng đây ha. Và thùng này nó còn khá mới anh em ha, thùng này cũng Nhật đây đó, chữ Nhật đây nè, chữ Nhật đây ha, A30. Và cái con này nó cũng dài đó nè, cái thước mình chụp ở đâu rồi ta, cái chiều này nó khoảng gần 4 tấc nha nè, và chiều cao nó là khoảng gần tấc ha, và chiều ngang của nó là khoảng 2 tấc nha em ha. Đó thì cái thùng này giá 100 ngàn nha nè. Đây thì nó có 2 cái móc đậy lên đó, 2 cái móc này để anh em gài đó, và đây là cái tay nắm này để anh em xách đi ha. Thì cái thùng này giá là 100 ngàn. Bữa nay mình quên ghi số nè, thì anh em nào chọn cái mã nào mình có đọc số trên đây, ổ cắm hay dây điện, ổ áp hay gì đó anh em, thì cứ nhắn tin trực tiếp số điện thoại mình để chốt hàng ha, hoặc là kết bạn Zalo nè, mình sẽ đăng bán. Mình còn một số một cái đầu nữa nè, cái đầu này nhà bấm gì đâu mình bán luôn. Đầu nè, mấy cái đầu này để anh em lấy phụ tùng này anh em thay thế cho. Ở đây mình có đầu 132, 136 nè, thì mấy cái đầu này nó còn ok, với một số mới mình tháo ra nè. Cái này á, thường á, mấy cái này nè nó quan trọng nè, cái này mà nó bị mắc á thì nó bị gãy hay sức gì á, cái quạt chữ T nè đó, cái này mua ở ngoài không có, chỉ có lấy phụ tùng thay qua thôi anh em ơi, chứ không có ha. Còn mấy cái kia có thể đặt trong hãng, nhưng mà đặt trong hãng thì giá nó rất là mắc tiền đó. Thì riêng cốt 136 á, chữ T 136 á, thì anh em có thể xài chung với 137 với 148 nha, xài bình thường không có, nó giống nhau hết, không có khác gì hết anh em ơi, gắn vô là vô ok. Còn nếu mà chữ T của 171 là không được nha anh em đó. Đó chữ T của 170 nó cũng khác nhau tí nha nè, nó khác nhau tí đó, nó chỉ xài được 148, chữ T 148. Thường mấy cái đầu khoe này mình hay giữ rồi anh em, có khi nào mà nó bị rớt mắt với cái này á, lò xo đồ cái này kiếm nó khó lắm, với lại viên bi ở trong á nó khó đó nè. Có một số mình gỡ ra hết rồi. Hàng hôm qua anh em chốt hàng thì mình chưa có gửi nha anh em, để mình để 1 2 ngày thì anh em có mua đồ chung thì mình sẽ gửi ha. Hôm qua có một số anh em giữ rồi nè, hôm qua chỉ bán còn lại 4 cái vỏ pin đây nè, tại vì kịp này thì mình còn nhiều quá nè, còn có 2 hộp này, một hộp nó có 8 cây có 6 cây rồi nè, bán cũng gần hết rồi, còn 4 5 cây gì nữa hết rồi. 3 hộp đây, kịp này mới sử dụng giống vậy nè, khi anh em khui ra trong bịch nó có chữ giống vậy ha. Kiểu này có giá có 60 ngàn cây đa năng đó, anh em có thể bỏ xe đi trong xe ra mà để đi phượt luôn. Có dao, có cưa, có giũa đâu ha, kìm rồi có phần cắt luôn, có cái vỏ pin này qua cho là còn ha. Đây, mình cho anh em coi một số cái đồng hồ mình còn lại nè, số cái đồng hồ mình còn lại trong đây, cái thùng đồ nghề này cũng chưa có soạn ra được nè. Bên đây là nó đồng hồ này, đồng hồ hư nè, nó mình đốt pin vô thấy nó không chạy à, chắc nó hư cái nè, hư. Còn một số này, số này cũng còn ít thôi nè, không còn nhiều. Đây còn một cái đầu đầu chuyển cái nè, từ vít á, từ máy khoan đầu thông dụng 6 ly 3 mình có thể chơi. Có một số đây là nó chạy rất là nhiều nè, cái này mình đang đeo. Còn cái bộ lục giác này thì mình đang xài nè, không biết còn có thiếu mắc cái nào không, cái đó không có bán. Có một số cái đầu mỏ hàng nữa, mỏ hàng với cái vòi xịt
của Techco, cái này cũng không bán cũng còn lại nè. Techco mấy anh sao băng xịt đầu dài. Nói chung là số đồng hồ này cũng còn khá là ok. Cái thước mình giấu ở đây không, đây mình tìm không thấy nè. Lát mình sẽ còn bên trong đây cái gì nè, chuẩn bị mình dọn vô nè, lòi món nào ra mình bán. Đó, đèn pin với quạt, đây còn được cái ổ cắm nữa mà không có dây. Cái này hồi đó mình xài, mình bắt ở trong nhà gia đình đó, mình để mình xài nha, bắt cho tường chết luôn. Còn cái mỏ hàng này nó gãy hư lấy được cái đầu. Mình còn một số mỏ hàng này nhiều đó nè, nó bị gãy á. Vì nhiều khi nó bị bể vỏ tí cái mình bỏ luôn. Đó, bể vỏ tí cái mình bỏ. Đây không biết gì nữa. Mấy cái cục pin này ngày xưa nè, ngày xưa nó xài trong cái hồi đó mình mua mới để cho trong mấy cái con vít mà mini của Viettel với lại mấy con vít của Đài Loan á, thì bên trong nó xài dung lượng này, bên trong benzin của nó thì dung lượng nó nhỏ nè, mình phải mua dung lượng nó lớn hơn. Cái này nó 30A là xả cao ha, dung lượng nó là 1.100, nó sẽ xài lâu hơn đó nè. Và đây là cũng còn một cái vỏ pin nè, vỏ pin này của mấy con vít cặp mini siêu mini á đó, siêu mini. Số mũi khoan, mấy cái đèn led này hình như là nó hư hết rồi, hư hết đó. Hư mất nắp pin hay gì đó mình giục ra đi. Có cái này thì thấy nó còn bấm được mà không biết nó có sáng hay không. Cây này cũng vậy, còn cây đèn led mà hết pin. Ở đây là mấy cái này là cái đế nè, cái đế chuyển thì anh em có thể xài một lúc hai cây đèn được luôn. Ở trong này thì nó có cái hộp giống vậy nè, cái đèn này, còn cái đèn led này mà nó cũng bị hư nè, nó không sáng, lúc sáng lúc không, giờ không biết, không có sửa được, thời gian sửa. Trong cái hộp này không biết cái gì nè. Đó. Một cái này là một cái vỏ pin. Pin để nó xài cho mấy pin cho cây đèn á nè. Đó, ra cái đèn ha. Này nó xài viên pin tiểu mà loại pin sạc á nè, ra ha. Đây. Cái hộp này thì nó có cọng dây kết nối á. Nối nó. Kết nối nè. Đó. Nó quyên cái bộ dây này để nó nối ra xài hai cây đèn. Cái này có thể chế qua cái cục sạc dự phòng mình nè, sạc dự phòng mình cắm vô đây ha, trực tiếp xong mình nối ra đèn xài bao phê luôn, biết chừng nào mới hư nữa ha. Nó có hai bộ dắt nè ha, nó cổng giống như cổng sạc của mình thôi, có hai cái port nè. Ở đây nó ra hai chui ha, chui để anh em cắm từ cái đèn vô đây là xài, có thể chế sang sạc dự phòng. Đây là một số dây điện nè, dây điện số 8. Và cái này cái liếc dao nè, nó cục đá thì nó còn khá là ok, nhưng mà nó bị hư cái motor rồi nè, hư cái motor. Chắc cái này chiều rảnh soạn ra bán thanh lý. Với một số đồ trong đây nữa nè, tùm lum hết á. Dây điện như là dây điện số 8 này, dây điện số 8 này còn đâu cả ký. Cái này mua ở ngoài giờ cũng mấy chục ngàn cộng nè, 20 rồi, tạo thấy nó bán 20. Dây này dây bãi nha, dây bãi này nó chỉ có 7A thôi. Dây số 8 thường nó chỉ xài có 7A thôi nên em xài cho sạc. Và còn cái đèn led này nó cũng bị hư bóng nè, led này nè nó không chạy nữa. Nó ngoài sau nó có một cái cục biến cắm như 220 á. Cái nhân led này để lâu quá không biết còn hay hư chắc hư đó. Rồi mình kết thúc cái video nè. Thì anh em nãy có mấy món á, thì anh em chọn món nào phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp của số điện thoại mình để chốt hàng ha. Hoặc là số điện thoại mình có Zalo thì anh em có thể kết bạn bên đó, chụp hình lại chốt hàng giúp mình ha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình.